chào quý khán giả đang đến với chuyên mục Nói Gì Hôm Nay. Tự nhiên Thanh Mai cứ hỏi Hiếu hoài món ăn gì Hà Nội, món ăn gì Hà Nội. Bất chợt Hiếu đâu có nghĩ ra được. Nhưng không sao, Hiếu có người thân quen hướng dẫn và tư vấn cho Hiếu rồi. Các bạn hãy yên tâm nhé. Xin chào anh Huy, lâu quá không gặp anh. Chào Đình Hiếu. Hôm nay là Huy sẽ giúp Hiếu cái món là chả giò cốm xanh. Là Huy giới thiệu qua cái nguyên liệu nha cho Hiếu nắm ha. Chúng ta cần cốm xanh, cơm nếp sôi nấu lên một cái mình nghiền nhuyễn ra. Rồi mình cần ít bột năng. Cái này bột xù. Ta cần ít thịt vịt quay, trứng, hành tỏi, nước tương, hắc xì dầu, bơ đậu phụng, hạt nêm từ thịt thanh, xương ống và tủy. Mình mua vịt quay sẵn. Đúng rồi, lóc lấy phần thịt thôi. Phần thịt. Phần này là phần ngon nhất đó. Mình bỏ phần xương ra, mình lấy cái phần thịt thôi. Dạ, phần thịt thôi. Mình cần gì này được rồi. Dạ, Hiếu cắt nhỏ nó ra. Sắc nhỏ xíu. Đúng rồi. Cái này mình gọi là sắc hạt lựu. Sắc hạt lựu ra. Cần ít hành tỏi ha. Dạ. Để mình xào nó lên. Có nghĩa là dù là thịt vịt quay đã được chế biến sẵn, đúng có rồi. Thể ăn liền, nhưng mà mình vẫn phải sơ chế qua để cho phù hợp với món ăn của mình. Hành, tím, tỏi bầm ra để mình xào qua một lần nữa. Xào qua lần nữa. Rồi, nổi lửa lên ạ. Rồi. Cống khô thì hấp rồi đó. Cắm nước hấp lên rồi. Cắm khô là mình xử lý bằng cách mình ngâm nước. Đúng rồi. Xong rồi mình hấp lên. Hấp lên. Rồi. Rồi, lửa lớn lên. Lửa lớn lên. Phi cho hành tỏi vàng. Thơm thơm lên. Thơm lên. Đập cho trứng vô đây. Rồi. Đánh nó lên. Cho thịt vịt vào. Rồi. Xào qua một lần. Mình Hiếu giúp Huy đừng tay không? Được, hấp. Rồi, mình cho hạt nêm nè. Từ thịt thanh xương ống mà tỉ vô ha. Rồi. Rồi, cho vô ha. Rồi. Hạt xì dầu. Hiếu làm giảm bớt lửa lại ha. Nhỏ lửa lại. Công đoạn cuối cùng là cho bơ đậu phộng vô. Bơ đậu phộng? Đó. Cái món này lạ nha, Hiếu chưa hình dung được nha. Xôi mà thôi mình thay vì ăn đi mình còn cầu kỳ, mình còn làm cái lớp vỏ bên ngoài để cho nguội. Thơm quá thơm rồi. Giờ công đoạn khó nhất là thôi là làm cái này này mình Hiếu ơi. Công đoạn đó anh cắt miếng xôi rồi bỏ vô đây ha, cặp lại lấy cái cây này cán thôi. Càng mỏng càng tốt. Đúng vậy. Anh Hiếu đưa miếng đó thì làm cho. Rồi. Ở đây ha. Dạ. Mình cái gì? Cốm cô. Đây cốm. Đây có. Dạ, là cốm vô. Bếp phó lên từ ngày đó mày. Rắc cốm vô giữa. Cốm đây. Đặt vô. Rồi cho miếng nhân vô. Xếp miếng nhân vào. Đó. Thêm tí nữa. Wow. Ha. Cho mình cuốn ngược lại. Cuốn ngược lại như thế này. Đúng không? Đúng không? Giữ vô. Tách này ra. Không, chịu khó dính tay chút xíu thôi. Đúng không? Đó, quấn nó vô. Như sushi vậy đó. Như sushi vậy đó. Mình lấy nó ra. Lấy từ từ nó ra. Ồ, cái món này công nhận cũng khá công phu đây. Nhớ phải có tí dầu nữa, nó không dính tay. Để kiểm tra bếp dầu đi. Rồi. Chà, nhìn thấy cuốn cuốn nắng nắng tưởng dễ ăn chứ khó lắm nha anh, không dễ đâu á. Đó phải xong rồi nè. Giờ Hiếu bóc một rắc này kìa. Thì lăn quá. Lăn quá. Đó, lăn quá. Thêm miếng nữa Hiếu. Rồi. Được chưa? Nào. Rồi. Nhúng qua trứng. Nhúng qua trứng ha. Ừ. Wow. Nhúng qua trứng ha. Công phu, đúng là công phu. Chưa? Sao mình nhúng quá. Bột xù. Đó. Đó, như thế này là Hiếu. Dạ. Đó, được chưa? Giờ Hiếu bỏ vô chiên thôi. Chỉ cần cho vô chiên thôi. Đúng. Rồi. Bếp chiên vô nha. Chuẩn bị tinh thần chiên. Rồi. Ồ, màu vàng ghê đó anh. Ừ. Mình chiên tới khi nào thì được hả anh Huy? Nó vàng là được rồi. Đình Hiếu ơi. Chỉ cần vàng là được. Chỉ cái là sắp được rồi đó. Ồ. Nhanh quá, nhanh quá. Như vậy mình gắp nó được rồi hả anh Huy? Gắp được rồi. Hơi vàng vàng rồi. Ừ. Có giấy thấm dầu đây. Có luôn hơi thấm dầu. Rồi, bàn giao lại cho bếp trưởng, nhiệm vụ bếp phó thành công, chiên vàng luôn. Giờ mình cắt rồi phải không?
Dạ. Để Hiếu thích cách như vậy không? Rồi. Wow. Được không? Ơi, quá ngon. Phải sắp lên ha. Wow. Lắm công phu, lắm công phu. Dành Hiếu ăn đi. Nhưng mà phê chấm với nước tương à, thương ớt. Món ăn ngày hôm nay quá ấn tượng anh Huy. Cái ấn tượng nhất là mình phải khéo tay nha. Được. Mới ra được món ăn ngon. Cái ấn tượng thứ hai là mở văn ra nhiều quá. Nhưng mà không sao đâu, anh yên tâm. Nhiệm vụ của bếp phó là sẽ làm vệ sinh sạch sẽ. Nhưng bật mí với anh chỉ có 30 giây thôi. Kem tẩy đa năng, sạch vết bám, sáng bề mặt bếp. Chuyện là chuyện của Hiếu. Còn bây giờ là anh cứ để cho Hiếu giải quyết món này thử. Rồi, thử, Hiếu thử đi. Rồi, Hiếu ăn miếng. Dạ, đây. À, chấm miếng thử hết. Thế thấy sao? Giống xôi nè, giống chả giò bởi vì có nhân bên trong, chiên vàng ươm lên, đậm đà cái mùi vịt.